các bạn vẫn còn nhớ chị Tuyết là một trong những khách hàng mà đã sử dụng công nghệ Ultrafi của thẩm mỹ quốc tế Bali đúng không ạ? Và sau 45 phút đồng hồ thì bác sĩ đã hoàn toàn xử lý xong cho chị rồi nhá. Vậy là bây giờ mình sẽ mời các bạn xem hình ảnh của chị sau khi làm chương trình xong. Chị Tuyết ơi, em vừa mới thấy chị soi gương mãi còn tắc cười của mình đúng không ạ? Chị thấy khác lắm. Chị thấy khác quá đúng không ạ? Em thấy chị còn gần như là cứ bồi hồi không nhận ra nữa. Chị thấy hài lòng không? Chị thấy mặt chị nó hết những cái vết nếp nhăn này và cái bọng mắt này thâm đúng rồi, chính xác. Cũng ngạc nhiên quá đúng không ạ? Chị ngạc nhiên. Chị ơi, thế thì tại sao thời gian vừa rồi chị ở đâu mà chị lại không đến với Bali nhỉ? Chị cũng bận nhiều đông khách quá, chị làm bên khách sạn mà, thì khách sạn nó cũng đông thì chị cũng chẳng có thời gian ấy. Dạ vâng. Thì ra là mình cứ đi làm suốt mình cũng chẳng để ý lắm, nhưng mà tự nhiên có nhiều bạn bè rồi khách hàng họ cũng kiểu như nói chuyện mình tại sao mặt mình lại có vết như này à, thì mình vâng. Mình tự nhiên mình để ý đến cái khuôn mặt của mình thì chợt nhận ra là mình già đi. Đã già rồi đúng không chị? Vâng. À, như em xin phép là show lại cho các bạn xem cái hình ảnh của mình một lần nữa nhé. Với cái tình trạng mà rãnh mũi má với là cái thâm quầng nhiều như thế này thì em nghĩ là chị Tuyết là phải make up đi rất là nhiều đúng không ạ? Chị make up để đi làm chứ đúng không ạ? À, tại vì mình làm ở trong một cái khách sạn lớn như vậy thì phải giao tiếp rất là nhiều, chị có rất là nhiều đối tác. Nhưng mà hôm nay thì gần như là bác sĩ đã làm gọn hoàn toàn tất cả cái gương mặt của mình rồi. Thì bác em sĩ nghĩ là... cho chị hỏi là cái tình khi mà làm xong như này rồi thì cái nó sẽ giữ được bao lâu, sẽ giữ cái khuôn mặt của chị như này thì được khoảng rồi, bao nó lâu? Là cái thắc mắc rất là lớn đấy ạ. Em xin mời bác sĩ giải thích cho chị ạ. Mất thời gian, mất tiền của mà mình làm được như này thì mình muốn biết là nó sẽ được bao lâu ấy. Khi chị làm cái công nghệ Ultrafi này ấy, thì đó là cái công nghệ mà đứng hàng đầu bây giờ rồi. Và cái thời gian ấy, đó giữ cho mình cái tuổi thanh xuân này cũng là tương đối là dài. Ít nhất là mình sẽ được 3 đến 5 năm. Và cái này thì mình không phẫu thuật xâm lấn gì nên là mọi các sinh hoạt của chị về sau ấy thì có thể không phải kiêng thêm quá nhiều. Chỉ là bôi nhiều kem dưỡng cho em cộng với chống nắng và trong một tuần đầu thì chị không nên làm các công việc nặng là ok. Bác sĩ có một số khách hàng thì đang comment ở dưới cái livestream của chúng ta và đang hỏi là sau khi làm những chương trình này xong thì có cần phải bôi kem chống nắng nhiều hay là dưỡng nhiều không, thì bác sĩ giải thích luôn nhé. Thực ra là sau khi mình làm cái này là mình đưa lượng nhiệt vào để mình tăng sinh cái sợi collagen. Dạ, vâng. Chính vì thế là cái lượng nhiệt này nó sẽ vào thì nó sẽ cảm giác của da của khách hàng sẽ hơi bị khô hơn bình thường một tí. Da sẽ khô hơn. Chính vì thế là các bạn về nhà thì mình sẽ bôi tăng cường kem ẩm. Vâng ạ. Và kết hợp với kem chống nắng thì là ok rồi. Vâng, các bạn ơi, vậy là bác sĩ đã giải đáp cho các bạn rồi nhá. Và chị khách hàng của chúng tôi thì đang rất là hài lòng với khuôn mặt của mình. Rất là đáng tiền rồi ạ. Mất tiền như thế này là rất là hài lòng rồi đúng không chị? Đúng rồi. Mất tiền mà còn vui cơ. Chị ơi, thế thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem lại hình ảnh của chị một lần cuối nhá. Để sau đó là bọn em xin phép xóa cái hình ảnh này đi. Để đổi thành một cái khuôn mặt mới của chị, diện mạo mới của chị đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là gần như là biến đổi hoàn toàn luôn nhá. Nó săn lên đó. Các cái phần này nó sẽ... Nếu mà khán giả nào hay chị em nào muốn được đẹp như chị Tuyết thì đừng quên gọi điện đến số điện thoại hotline của Thẩm mỹ quốc tế Bali 0386463463 hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình Hà Nội nhé. Các bác sĩ, các chuyên viên ở đây sẽ tư vấn cho các bạn những liệu trình tốt nhất và để có thể trẻ hóa làn da của mình. Và nhân dịp mà sinh nhật 16 năm của Thẩm mỹ quốc tế Bali thì em rất là vui là trao cho chị Tuyết là một gói chăm sóc da mà nạm vàng chỉ giá 15 triệu chị nhé. Thì em mời chị là hàng tuần chị sẽ đến bên em để chăm sóc da chị nhé. Cái này thì cứ một tuần chị qua một lần nhé.